rồi tự nhiên đâu chạy đứng rắn vậy. Và đây từ từ xám nuốt cái phần viền đây nè, nuốt nguyên phần này đã lắm, cả này ăn ngon nhất là phần viền nha. Bữa nay lại tiếp tục là một ngày sổ đục nữa nha mọi người. Đây là đục đầu tiên, anh Hai vừa mới đổ. Bữa nay có anh Hai rồi. Cú đá lụm cú đá là anh, em ơi giấy nhiều á. Ừ, đường cá bóng đã ghê tơi. Cái lưỡi trâu có đóng hả Tổng? Lưỡi mèo chứ. Cái nâu mập ghê. Đục đầu tiên chưa ra, bữa nay rác ít, qua rác toàn lá đước không, bữa tiên toàn lá đước có đóng qua nhớ nhiều. Không có tôm đất luôn. Đựng cá đen cho con anh em. Xong. Vậy là lựa xong đục đầu tiên nha mọi người. Được như đây tấm sú nè. Nghe cho mọi người coi tấm sú nha. Cỡ này nha mọi người. Chưa có con tấm sú nào bự dữ. Đây bự vừa vừa chứ chưa bự dữ nha. Thử coi bữa nay có con tấm sú bự dữ nào không. Giờ đẩy lại đi. Lát nữa ra đổ tiếp nha mọi người. Bây giờ đổ đục tiếp theo nha mọi người. Có gì kỳ lạ không cho mọi người coi coi, không có gì kỳ lạ hết. Cái hành này gì vậy? Cái hành bự. Cống này không có chạy tôm sú bằng cống bển. Coi vô. Con không biết chi gì vậy? Con không biết chi gì. Cá anh bự. Qua cống kia mới tâm xuống vậy. Vì thương là thương. Mang cái dép này đỡ rung giò luôn. Rồi bọc lá. Nữa nó cá lạc chứ. Nắm lại quay chưa có lần nào quay được cá lạc á anh. Nay giảm rồi. Nay chạy sụp hơn qua. Được cá bọc lá hết ra luôn. Mấy con chắc không nhiều đâu rộng, cái hành bự thôi. Đó, nhả luôn cân nữa. Rồi lấy cái rổ thử, lấy cái vỏ bự thử thử con đốc cho nhiều không đi thì nó nhiều mà rộng không? Cũng rộng thôi, tiền hay con. Sáng quốc tôm số bự no luôn. Ăn có mà với tôm số lột hết ra. Không biết tôm lột sáng nhiêu ký không? Nhiêu là bãi á. Nhà cân á. Con cân 2 gram rồi tối. Rồi chứ khỏi lửa luôn hả Kỳ? Khỏi rộng hả? Khỏi. Đi sống thì nói sống. Sống nhưng mà con phải đổ đi lẹ thường xuyên. Phải đổ đi lẹ liên tục. Mùa Nam là biếm mà canh quá. Chú con ra nè. Đổ liên tục cho tổ thì nổi. Nè. Nổi thôi, trộn thôi. Chú con ra nè. Có chứ thằng Kỳ, chó bữa đầu nước nó đè nó căng, nó gạn cá thôi mà. Quên cái vụ là tôm mới thật rồi. Rồi đây con tôm nhỏ này mới bóng nó bự lên, nó sẽ cỡ này bự hơn nha mọi người. Đó, con tôm này thì bỏ đây, lát đổ nó ngoài xong. Còn con tôm bự này thì bắt. Đây là con cá hanh nè. Ui, hết ra luôn. Cá này câu là phê. Cá đó ăn câu thì nó xuống hơn cá chẽm nè. Nó kéo vậy. Nó kéo với thứ hai sợ nó xúc chùa. Nó răng nè. Đây, cái con dện. Hai con cá chuyên gia cắn tôm ở trước hồng trống nè nó. Nè xám ăn rồi cho.
rồi nè, con gì cút nè. Đây nè. Đây là con tôm bị cá táp nè mọi người. Trước khi nó trôi vô cống thì nó đã bị con cá táp mà không biết cá gì nha. Này chắc cá hành quá. Cá hành nó ưa cắn đầu con tôm lắm. Nó ăn mồi cũng vậy, nó ăn mồi nó cắn đầu không à. Con tôm bị nó cắn đầu nè. Thẻ đã rồi. Mốt con lấy người ta lụt nước dừa. Con thẻ không? Lực kỳ. Lụt nước dừa không? Con thẻ ăn ngon hơn xuống. Có con thẻ lụt dừa. Ngày mốt quay cái clip lụt nước dừa đi. Ừ. Ta đang TikTok, mình đang YouTube. Ừ. Úi dạ. Chơi kìa. Cái bóng đen, con này khô khô nha mọi người. Khô khô cái là nó cứng ngắt luôn. Cái đó mà có trứng nữa, trứng nó ăn cứng ngắt con đã lắm. Cút chút mấy đó không ạ. Rổ tôm đang càng ngày càng dẫn cao lên nha mọi người. Hai đục thì chưa được nửa rổ nha. Sắp được nửa rổ rồi. Qua được rổ không? Không tới. Hơn nửa rổ. Đừng qua tôm xuống nhiều. Cứ bự 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 bự. Qua cỡ này không? Nhiều hơn chứ. Nhiều hơn. Dưới nước sáng ra tôi nhiều hơn. Trong khi hai anh em mình ngồi ở đây lựa tôm, con xám thì đi hửi hửi, cái thằng này thì nó đi phá nha mọi người. Đó là thằng mắc dịch đó. Nó đào nó bắt cái gì ở tổng á, nó hửi tùm lum rồi la. Nó đào cái gì đây? Thôi nó đào cái gì đây? Bắt cái gì mà bươi cái đó đào cái gì làm hang hay gì? Nó đào hang ở hay gì mau thôi. Đi vô. Đi lên tước cho anh. Đi vô. Nè, lâm là lâm lét hả. Đi mau con đâu mà mau. Đi nhanh là mau nhanh lên. Rồi rồi. Đi mau đi. Nhanh lên. Phải. Phải đi theo đi đổ te nghe. Phải đi nghe. Mau thì không có chiếc nào thiếu đó. Đi là có liền. Đi nè. Đi lại đây mau. Mình luôn hy vọng là sẽ có một cái gì đó lạ lạ cho mọi người coi. Cua thì qua quay rồi. Có con cua đâu, tới về nước. Cá về nước này ngon hết luôn. Cái gì? Thịt nó ngon mà. Thịt nó ngon mà. Thịt nó ngon mà. Trời ơi, không có gì lạ đó ta. Rồi qua cống bên kia thôi. Tìm cái lạ lạ cho mọi người coi cho mới được. Đi mau, đi chạy tước. Chạy tước đi. Lắm lia, lắm lia. Cái lạc ơi, cái lạc, cái lạc, cái lạc ơi. Rồi đó giờ mình quay sao đục cho mọi người coi. Nhưng mà chưa có clip nào quay được con cá lạc hết. Lâu lắm rồi đập nhà mình không chạy cá lạc nha mọi người. Rồi đó lâu lâu thì chạy được con 4-5kg. Khoảng từ 2 năm nay là ít lại. Hiếm luôn chứ không phải ít nữa. 2 năm nay là hiếm luôn rồi. Không thấy nữa. Cho đói là con. Cái đó tóc dài luôn. Sáng mơ con về cho anh đây đi. Về đem giấy chứng minh cho anh Lam mới làm cái sim. Sẵn mua rau cỏ rồi xuống ăn cơm. Rau rồi xuống. Con gì bự vậy, anh bẻn vậy? Bẻn vậy, gắn. Gắn gì á? Ở gắn cái vậy? Giống gắn nghe. Từ từ á, khều đó nghe. Cái cây khều nghe. Hả? Đỡ rồi. Gắn cái vậy? Không phải con đẻn. Đúng rồi. Mà cũng gắn gì á, không phải con đẻn anh ơi. Rồi tự nhiên đâu chạy được con rắn vậy? Leo rồi. Ủa nó bị đứt cái đầu ơi. Bị ai đập chết dục cái gì á.
rồi dục luôn nha mọi người. Rắn gì á, cũng bự rồi. Sao ta không ăn ta? Rắn bự mà không ăn. Có đói rồi, cái bụng trứng rồi. Rồi đã. Thôi, sinh bụng bây giờ ơi, bị sinh bụng rồi. Trời cái đó bự nhưng mà nó bị sinh bụng rồi nha mọi người. Bụng ăn được hả? Ăn được chứ. Ăn được chứ làm gì ăn không được. Cái đó sinh bụng. Ăn bình thường. Rồi cá bóng cát. Con cá bóng cát bự. Vừa tại mưa, rớt mưa xuống đi là tới mùa cá bóng cát. Quay cho người coi. Đổ có bữa là mấy ký luôn á. Mà cái bóng cát tới mùa đó là nó nhỏ nhỏ thôi chứ nó không bự như cái này nha. Có mà ít bự cái này lắm. Đây là cá nâu da beo nha mọi người. Cái gì là cá nâu bình thường thôi tại mình chế thêm cái da beo á. Thả ra ngoài sông rồi. Đó có mấy con này ok nè. Hồi sáng được cả chục con rồi. Bự bự không rồi. Ơi con ghẻ này sao cái màu nó ngộ rồi ta. Có con ghẻ cái màu ngộ nha. Bữa giờ chạy ghẻ nhưng mà cái màu nó khác hơn con ghẻ này. Ghẻ màu ngộ thiệt. Cá đục nhiều nha. Ngày hôm qua cả nửa ký tổng. Ghẻ ngộ ta thả ra xong luôn. Cái nào lạ lạ thả hết. Tôm thì giờ đang chưa được nửa rổ đâu. Hết đống này cũng chưa được nửa rổ. Tôm đất cũng nhiều chứ bộ. Giờ còn nửa đầu rộng. Đây là nửa nè. Ở trước không cống này có cá gì á. Chắc cá hành, bày cá hành nằm trước. Canh nó xử mấy con tôm. Nó đứt cái đầu. À mày. Lát ngược quá. Cái đục phải xả nước càng cạn nó càng chảy. Nãy quên lụm cái chim mơi kho cho mấy con chó thằng bậy nữa. Ngày nay nó quất 50 ký á. Nướng nó to quất đóng quất sạch bách nguyên một mâm luôn mà. Lụm hết đi cái chim đi. Mơi kho cho nó ăn. Mơi luộc chứ lộn. Ngày nay nướng rồi, mới luộc. Cái lưỡi mèo. Nhắc mê anh hả mực? Hả? Mày nhắc mê anh hay gì mày thở hơi lên không vậy? Mày nào mày thở hơi lên hả mực? Không má. Mau. Mau. Dậy đi đâu ta? Đi, 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 đi. Dậy đi đâu ta? Đó, đi, đi, đi. Dậy đi, đứa nào đi đâu ta? Không. Đi cho lên. Đi mau, nhanh lên mau. Nhanh lên, nhanh lên. Muốn đi nữa hả? Nó hơi bị dữ à, kêu đi đổ te là chạy liền. Rồi ra dữ ha, bốn đứa luôn hả? Đi, 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 đổ te, đi. Hình như nãy giờ chưa có con cua nào luôn á ta. Vãi gì tệ. Chạy nay sụp quá sụp rồi. Rồi cái thằng vợ anh chạy dữ tận bốn con cá thằng vợ anh. Mấy con năm con luôn chứ được năm con cá thằng vợ anh luôn. Đi vô đi vô đi vô đi vô đi. Hết chạy luôn. Yếu quá, nay chạy yếu rồi.
qua được mấy con hết ga luôn, mấy con ngoại cỡ luôn. Lại lên những con tôm sú và những con tôm thẻ, con du nàng. Bỏ qua. Có ngồi dục bậy nữa. Cái đục chạy cái đống. Cái thằng vợ này kho ăn cũng ngon. Mang cá lưỡi tàu. Nửa gỗ rồi đó. Đèn gỗ nghỉ luôn. Đi. Chắc đèn gỗ không nổi quá. Hôm qua đây rõ không? Không. Lát lên đục sao coi nước có được chưa nghe. Ừ. Canh nước này phải xuống nhiều. Có thêm một đục nữa chắc đóng rồi mọi người. Rồi sáng khuya mơ sổ tiếp nha. Dễ xám ăn dễ xám. Trời ơi cá không ăn đi ăn khúc vừa nước. Mau đi vô mơ, vô tổng nằm với anh lát nữa ra. Đi vô đi vô đi vô. Vô lát ra. Đi vô đi vô đi vô. Đây mình vô giỏng mình nằm tiếp mau ơi. Lát nữa mình ra mình đổ một đục nữa. Vô. Xám chạy lại lên. Đi mà thôi, đi, chạy lên. Con mực mập hay mày không đi theo tao hết, mày nằm mày mê ngủ hay đốt nhân ngủ cho mày là mày nằm ở đây luôn. Chạy lên từng đứa. Sống xem em. Mực ra chẳng xám lên kìa. Lên môn. Chạy lên môn. Vậy đi đóng cống rồi xám. Xám. Vậy đi đóng cống. Mau. Trời ơi cái đầu gắt chân hồi nãy giờ hả? Không để ý. Đi, đi được. Đi. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Nhanh lên mau. Đi này còn ngó con mèo làm gì đi. Đi con nhanh lên. Đi. Và đây là đục cuối cùng của tối nay nha mọi người. Đó, đục này thì được cái là có được con cua nha. Mấy đục nãy không có cua, đục này có cua nha mọi người. Tôm thì cũng vậy. Được ra thêm con cá chim cũng được. Nhưng mà đóng cống rồi nha mọi người. Rồi cái đục bự. U, vô cái đục bự ha. Cái đục nhóc luôn nè. Cái đục chạy, cái đục nước xả càng cạn cái đục nó càng chạy. Có nhỏ có bự luôn, cá kèo nữa nè, cá kèo gộn. Vô mày, con cua lát bắt sao đi. Bún gì mà bún tôm, bún gì mà cũng bán. Chắc không? Chắc quá. Mèo vàng vàng, chắc có gạch. Lưng chưa đầy. Quỷ cái hừng vợ này nè. Cầm mà không cẩn thận nó đâm nha. Mình mấy nó gai. Nó đóng rồi. Cái mang của nó cũng có gai nữa. Đâm thì nó không nhức dữ, nó hơi hơi à. Nhưng nó nhiều gai nó dễ đâm lắm.
nó có đầm sú bự á. Lấy cái tay kia lấy cái bịch mũ ra coi. Vậy mà không được mà bậy giật lên đầu con thấy gì vậy? Nè mà giục ở đâu cũng giục, giục lên đầu con khám tội nghiệp nó vậy. Đây là được buổi sáng nha mọi người. Đừng có cua tụi nữa. Đừng có cua không có cái càng nữa. Mà chắc chứ đó, ừ cua nó chắc. Một bậy cua đá đâu đó con. Chứ rồi, chắc, không có cái càng nữa. Còn lại thì vẫn như hồi tối, tôm thẻ, tôm sú. Cái này cái kia nè. Nữa cũng xám nữa hả? Ở đâu cũng có cái mặt chó mày thôi sao? Cái gì nước bự quá chục quá. Sao nuôi hổ gì nó đây, sao mặt thẹo này? Gì? Gì? Hả? Sao sao em? Gì? Đổi gì nữa? Ôi, chốt à. Bắt ra. Con này mình đi giúp cái là. Nặng lắm đó. Mày đeo cái mặt chó mày ra cho tao nghe. Chỗ khác nghe. Ừ. Ừ. Nó ghẻ nó cắn tâm thể nó không chịu nhẹ. Dạ trời, cắn đau ta. Cắn đau chứ nè. Thế nó không đau nào đâu. Nó cứ bầu mà cắn không đau nữa. Alo. Đây. Rồi, ghé đồ. Qua đó. Dạ nay anh hai con đi bán cá rồi, nay con bán tôm nên con quay này. Và đây từ từ xám. Và đây mình mới xuống nó còn mừng nha mọi người. Để cho nó mừng cho xong rồi. Cái gì vậy Môn? Từ từ lại. Mình bị ướt cả cả mình tới xem. Đây nha mọi người. Và đây là số tiền hồi tối mình bán tôm được nha. Đó. 3.663.000. Ủa 3.631.000 nha mọi người. Đó thì sau một đêm thì mình với cha và anh hai thì sẽ thu về cái số tiền bán được tôm và bao nhiêu đây tiền. Thì tiền đó là của cha nha mọi người. Mình với anh hai chỉ lấy cua với cá thôi. Không biết cá sáng bán được nhiêu nữa. Sáng đưa anh hai bán. Đó thì sau một đêm, thành quả sau một đêm nha mọi người, có thể thấy là tôm sú nè, giá tôm sú bự là 380 mấy ngàn ký á đó. Đó giá tôm á nha. Còn sáng mình về mình đi chợ nè, mình mua đầu gà cho mình sẽ mặn sơ sơ để mình luộc cho mấy anh lính mình ăn nha mọi người. Ăn không thôi, còn ăn cơm thì cho tụi nó ăn cơm với thịt xay nha mọi người. Đây thịt xay của The Boss nha, thịt thì lát mình sẽ luộc và trộn với cơm cho tụi nó ăn. Còn mình thì bây giờ mình sẽ bãi vô mình mặn cá. Đây là mấy con cá lửa mèo, mình gọi là cá lửa mèo chứ thật ra nó không phải tên thiệt của nó, không phải cá lửa mèo mà tên thiệt là gì thì mình không biết nha. Bữa cũng có mọi người chỉ mình cái gì mình quên nè, mọi người nói cái gì mình quên nè. Cái này không phải cá lửa trâu nha mọi người. Cá lửa trâu thì cái bề mình nó, cái mình nó, cái bề ngang nó nhỏ hơn này, bề ngang nó cỡ như đây à, cỡ như đây nó nhỏ hơn nhưng mà nó dài hơn nha. Cái này thì không phải cá lửa trâu, mình kêu nó là cá lửa mèo thôi. Giờ mình sẽ mặn cái này đi kho khô ăn cơm nha mọi người. Cá này ăn cơm phải nói là ngon cực kỳ luôn á. Này mình đi dành 3 bữa rồi đó nha mọi người. Bữa chạy mấy con mình đi dành lại để làm một chảo khô khô ăn cho đã. Tại mình ăn cọc dữ lắm, mình ăn cơm, ăn cá cọc dữ lắm. Nhiều cá dạng mới đã, anh hai mình cũng cọc nữa. Và đây là cách mình kho cá mình ăn hàng ngày nha mọi người. Đó, thì đầu tiên là tỏi, mình đã đâm nhuyễn 4 tép tỏi vô miếng nước mắm.
thêm nó đơm đó. Nước mắm thôi là chưa đủ, mình phải thêm một miếng nước tương. Mình ăn phải có mùi nước tương nha mọi người. Ngọt ngọt thì mình ăn ít thôi, mình không thích ăn ngọt ngọt. Bỏ một miếng cho nó thấm thôi. Đường, ăn đường nhiều nha. Nói chung là dân miền Tây thích ăn đường lắm. Rồi như đó đây. Cho thêm miếng muối cho nó đủ gia vị. Thích thôi, không thích muối. Này không thể thiếu được. Cho nước nó sạch sạch, đó là tương ớt chinh su nha mọi người. Tương ớt nhiều chút. Đó. Rồi một miếng dầu ăn nữa nha. Kho cá mình phải chế một miếng dầu ăn. Đó, không còn nhiều, một miếng thôi. Và một cái ớt, giờ mình sẽ xắt cái ớt này ra. Đó, ớt xắt xong rồi, bánh mì phải có pate. Kho cá phải có nước màu nha mọi người. Mình ăn nước màu nhiều nhiều một chút. Cho cái màu nó đẹp đẹp nha. Đó, nước màu này là nước màu dừa nha mọi người. Nước màu này là bác mình thắng nha. Bác mình thắng rồi cho mình. Bác mình có nguyên cái chạy như cái chỗ bán nước màu luôn á mọi người. Rồi quậy lên nha. Quậy cho nó đều ra. Cá mần xong rồi nè. Đó. Đổ cá vô. Ướp trong vòng 15 phút. Ướp được 15 phút thì bắt lên bếp. Để vô đây thêm một miếng nước nha. Cho nó ngập qua khỏi con cá khoảng 1 cm. Đó. Đầu gà thì mình đã mần sơ rồi, bây giờ đi luộc cho tụi nó luôn nha. Trong lúc chờ đồ ăn chín thì có một đứa không thể nào ở yên được, đó là con mâu. Nó tha cái bịch nó chạy ngời ngời nãy giờ. Xong cái nó tha lại đây nó nằm nó liếm nha. Do này là cái bịch đựng đầu gà hồi nãy đó mọi người. Cái bịch thôi là chưa đã, bây giờ nó chuyển qua trái dừa rồi. Nó nằm nó cắn nó ăn ngon lành từ nãy giờ luôn đó. Mình chắc chắn luôn là bây giờ đối với con mâu, cái gì cái chứ không có gì qua được cái vỏ dừa khô hết trơn. Không có ngày nào mà mình không thấy nó cắn cái vỏ dừa khô hết. Hồi đầu tôi có la có chọc ghẹo nó chứ bây giờ là hết rồi mọi người, mình quen rồi. Nhiều khi đi đâu mà thấy vỏ dừa khô tôi còn có ý định là đem về cho con mâu để dành cho nó cắn nữa cả. Nước sắp cạn rồi, mình sẽ đổ hành lá cho mọi người. Đây là có hành lá rồi, có đậu hành luôn nha. Cũng bỏ một hành đó, do là mình thích ăn hành nha. Đây, sau một hồi thì bữa cơm của mình cũng đã sẵn sàng nha mọi người. Thịt đầu gà của mấy con chó thì cũng đã luộc chín rồi, để đó cho nguội tụi nó mới ăn được. Giờ còn nóng dữ lắm nha mọi người, mình sẽ khui cho mọi người coi nè. Ôi nóng. Thấy hành là mê rồi. Tính đồ hành lá mọi người. Cá nằm dưới nè. Đó. Giờ sẽ đem cá ra nha mọi người. Đây. Bữa nay mình sẽ ăn cơm kèm với đậu bắp nha mọi người. Giờ dưa hấu nha. Đi lên con cá kìa nè. Ui, rớt thịt lên luôn rồi. Gấp con cá lên mà rớt thịt lên luôn. Ui, gãi rồi, uống đi. Còn nóng dữ lắm nha mọi người. Con cá này ngon nhất là ăn cái viền của nó. Ngon, vừa ăn. Quá vừa ăn nha mọi người. Quên nữa, mời mọi người nha. Vừa mới đậu bắp. Đậu bắp này là đậu bắp nhà trồng, không có thuốc gì hết. Phải ăn thoải mái. Vô miếng hành nha mọi người. Cá này thì mình nghĩ ngon nhất là cái phần viền này nè mọi người. Cái phần viền cặp thôi nè. Nó có một cái lớp xương rất là mềm. Đã lắm. Xương ăn nó không bị bắt cỏ nha mọi người. Thường thì mình sẽ nhai luôn. Thôi mình sẽ cầm về kẹp vô nguyên cái phần này của nó để xúc đẹp nguyên cái phần mình của con cá nè. Xong mình sẽ nút cái phần viền đây nè. Nút nguyên cái phần này đã lắm, cá này ăn ngon nhất là phần viền nha. Thật nó cũng méo nữa mọi người. Đây mọi người nha. Nước méo thì sẽ còn dài.
giờ vô cơm à. Làm miếng đậu bắp nha. Và đây sẽ là phần thịt của cá lươn mèo nha mọi người. Nó béo lắm. Cái gì đó? Cái gì mà cắn lộn? Đi ra đây. À, cũng cắn lộn á, hai mẹ con cắn lộn hoài. Ra đây. Đi ra. Ngồi lên cây thì nó đâm đít rồi. Cá nút nha. Cái bắp này hơi già mọi người. Bỏ nha. Cái non cái giòn. Đúc xong cái phần quay á, xong mình tới phần thịt. Mấy chó của mình bây giờ tụi nó ngán cá luôn rồi. Cho cá tụi nó hết ăn rồi. Bây giờ nó chỉ ăn thịt gà, heo thôi. Còn thịt bò, cá là nó không ăn nữa. Ngon ok. Mình cũng ăn cá tối ngày mà mình có ngán đâu. Mà tụi nó ăn cá tụi nó ngán. Cứ ăn cơm không có nào ra lắm, có mình thám à. Thưởng cho cá cái đầu gà ăn phước rồi. Cơm chấm cái đầu gà tốt nha mọi người. Mấy ông kia cái tỏi không đeo rồi không có. Bây giờ tụi nó dành nghe nằm đây ăn đi. Hai lần là mua nó dành nó xám. Cá nhỏ thì làm biến mần thôi. Nhưng ăn thì nó sẽ ngon hơn con cá bự mọi người. Mình cảm nhận vậy nha. Chính dữ ha. Không chính dữ nhưng mà ngọt. Nãy giờ không đem mà lại dành với nó là no xương ha. Mau gà không? Ăn lại ăn cho. Mau mau mau, phải đây. Đầu gà nè. Thấy chưa? Mực vô cơ hữu lĩnh nha mọi người. Nóng cho ăn được đó. Ăn đây. À, mau à. Ăn đây. Đó. Tự dạy là ăn. Nói chung gà này là gà sạch nha mọi người, không có gì hết. Mình lấy đũa đang ăn cơm gấp luôn á. Sâu. Đây đây. Sâu. Nói cho ăn ai không? Ngươi! Ngon rồi.
dưa. Dưa đợi gà nguội cho mấy chó ăn. Đây, chuẩn bị tinh thần hết chưa? Chưa. Hồi nãy là con sám một cái rồi, bây giờ thêm một cái nữa nè. Con sù nãy chưa cái nào không? Dòng này là con sù hai cái, trời ơi cho đương muôn dạnh rồi. Đúng không? Mau tải cho mày ối đi mau. Mày ngoài ối chứ. Chú mực. Từ từ ăn. Ăn hết, ăn tiếp. Con sù là hai cái nha, tại dòng ơi. Ơi nút tổng luôn hả mau? Cái gì lẻ vậy mau? Từ từ ăn toàn vòng cái. Rồi ăn sám xong rồi, sù xong rồi không? Rồi ăn sù ăn xong cái này đi rồi tới mấy tụi nó mới được ăn tiếp. Đây là cái đầu gà nha mọi người. Đầu gà tươi này. Ơ chưa. Cái mỏ là phần cứng mình cắt mình bỏ rồi nha mọi người. Từ từ cái okay. Nè là dòng mới nha. Con môn. Con sám. Con sám dương màu. Rồi con sám biển màu dành rồi. Dòng mới nha sù. Đều dòng cái cưng. Ừ. Chú mực cho cái đầu bự nè. Còn 2, 4, 6. Còn vừa đủ nha mọi người. Còn 6 cái là 6 con á. Con cái nữa là xong á. Sù cũng xong luôn hả sù? Mấy con này nó ăn nuốt tọng hay gì nè. Mau. Xám. Sù. Ối. Rồi còn mực với môn nữa là xong nha. Nè ăn môn nhỏ cho thêm miếng da nè. Bún lại đây. Phá gì lắm. Gì chứ thịt gà nó phá. Ờ để cho chú mực. Ê sù thôi đủ vòng rồi thôi. Nó cũng mực. Mẹ sù liếm nước đó ơi. Liếm nước ơi. Xém liếm nước luôn nha mọi người. Phá gà dữ lắm. Hai mấy con nó mê gà dữ lắm. Liếm nước luôn. Thao nước đẳng đó là ăn liếm đi. Nhờ liếm kỳ sao. Rửa lấy cái son này luộc luôn rồi mọi người. Lấy cái son nãy luộc gà nè, luộc thịt xay cho tụi nó luôn nha. Thịt vịt nha mọi người. Này thịt vịt xay, cà rốt đồ, khoai lang đồ đủ thứ, nói chung ăn cái thịt này nó đủ chất nha mọi người. Đủ chất cho tụi nó.